Ok các bạn, ngày hôm nay khủng long bạo chúa sẽ đại chiến với cả tê đấy. Quái vật khủng long bạo chúa đại chiến với cả rồng năm đầu các bạn nha các bạn. Ok các bạn, rồng năm đầu, wow. Khủng long bạo chúa đấy các bạn ơi. Nhìn chưa? Wow. Khủng long bạo chúa đang cắn rồng năm đầu này các bạn này, các bạn thấy không? Wow. Cắn như thật luôn nha các bạn. Cái con khủng long bạo chúa này ấy, nó có lực cắn lên tới 20 tấn thôi nha các bạn. Wow các bạn ơi. Như vậy là một con rồng năm đầu đã bị một con khủng long bạo chúa ăn thịt rồi các bạn ơi. Nhìn kìa, nhìn chưa? Wow, ghê chưa? Các bạn thấy gì chưa? Thấy kinh không? Wow, rất là ghê gớm luôn các bạn ơi. Wow, nói chung là nó rất là mạnh luôn nha bạn. Rồng năm đầu hình như có vẻ đang bị suy yếu rồi. À, một con khủng long bạo chúa bị ăn thịt rồi bạn ơi. Wow, các bạn thấy kinh không? Wow, wow, kinh chưa? Wow, các bạn ơi, rồng năm đầu cũng không chịu thua đâu các bạn nhá. Rồng năm đầu cũng mạnh hết đấy, đừng có đùa. Wow. Các bạn ơi, T-Rex nó bị ăn thịt rồi. Wow, các bạn ơi, T-Rex bị ăn thịt kìa. Bây giờ chỉ còn đúng một con khủng long bạo chúa. Nhưng mà bây giờ còn tận đó, mấy con rồng thì cơ các bạn ơi, còn tận 3 con rồng cơ. Wow, các bạn ơi. Như vậy cuối cùng là khủng long bạo chúa đã bị 3 rồng cuối cùng ăn thịt nha các bạn nhá. Như vậy là khủng long bạo chúa đã thua trong cái kèo này rồi. Wow, khủng long bạo chúa bị rơi xuống này bạn ơi. Wow, holy shit các bạn ơi, khủng long bạo chúa bị rơi rồi. Như vậy là cái ván đấu này rồng năm đầu đã giành chiến thắng rồi nha các bạn. Wow, kinh chưa? Rồng năm đầu ấy to và khỏe lắm các bạn ạ. Wow, hàm răng đỏ lừ luôn này các bạn ơi, mắt đỏ lừ này các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đấy, wow, kinh chưa? Ok các bạn ơi, và tiếp theo sẽ là hươu cao cổ đại chiến với cả khủng long bạo chúa nha các bạn. Wow, các bạn ơi, nhìn những chú hươu cao cổ rất là ngầu chưa, nhưng mà khủng long bạo chúa có vẻ như rất là mạnh luôn nha các bạn. Wow, go yeah, attack yeah, pk, oh yeah, wow. Các bạn ơi, như vậy là hươu cao cổ chỉ ăn cỏ với ăn lá cây với ăn hoa quả thôi. Và đương nhiên sẽ thua khủng long bạo chúa rồi. Khủng long bạo chúa là ăn thịt cơ các bạn ơi. Rất là khỏe luôn nha các bạn ơi. Wow, như vậy là khủng long bạo chúa đã giành chiến thắng rồi nha các bạn. Nhìn ngầu chưa này các bạn ơi. Wow, siêu to luôn này các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi, tiếp theo sẽ là khủng long bạo chúa T-Rex đại chiến với cả khủng long cổ dài. Các bạn ơi, các bạn vừa nhìn thấy hươu cao cổ cũng cổ rất dài đúng không? Nhưng mà hươu cao cổ ấy chỉ ăn cỏ thôi, cho nên là không thể tiêu diệt được T-Rex đâu. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là khủng long cổ dài nha các bạn. Các bạn ơi, khủng long cổ dài rất là nặng luôn nha các bạn nhé. Tuy rằng khủng long cổ dài chỉ ăn hoa quả với cả ăn cây cối thôi, nhưng mà khủng long cổ dài cũng rất là mạnh đấy các bạn ạ. Đấy, wow các bạn ơi, mặc dù khủng long cổ dài rất là mạnh đấy, nhưng mà bị T-Rex nó bạo chúa ăn thịt luôn rồi. Wow các bạn ơi, nhìn khủng long bạo chúa nó cắn kìa. Wow các bạn ơi, khủng long cổ dài bị khủng long bạo chúa cắn vào chân kìa các bạn ơi. Wow, kinh chưa? Wow, ui nó cắn vào chân, kinh chưa? Wow. Yeah các bạn ơi, với sức nặng của khủng long cổ dài thì rất nhiều khủng long bạo chúa T-Rex đã bị ngã gục xuống rồi. Nhưng mà số lượng khủng long cổ dài có vẻ như đang bị tụt đi rồi các bạn ơi. Khủng long cổ dài đang bị suy yếu dần rồi các bạn ơi. Wow. Khủng long cổ dài bị ăn thịt này các bạn ơi, sợ chưa? Wow, khủng long T-Rex đã bị ngã rồi, đã bị hất tung rồi. Wow các bạn ơi, như vậy là với số lượng rất là đông với cả sức mạnh thì khủng long cổ dài đang chiếm ưu thế các bạn ơi. Còn không biết là con quái vật nào sẽ giành chiến thắng được trong ngày hôm nay đây. Wow, mình nghĩ là khủng long cổ dài sẽ giành chiến thắng các bạn ạ. Wow các bạn ơi,
Wow, các bạn ơi, bây giờ chỉ còn hai con khủng long bạo chúa tê đách thôi. Và bây giờ còn khoảng độ 8 con khủng long cổ dài để xem là trận chiến ngày hôm nay. Con quái vật nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay các bạn nhé. Wow, ghê chưa. Wow, khủng long cổ dài ấy, sử dụng một cái chiêu đó chính là chiêu lấy thịt đè người, đã ép con khủng long bạo chúa sắp mèo rồi. Yeah, các bạn ơi, như vậy là khủng long cổ dài đã trở thành người chiến thắng trong ngày hôm nay. Wow, các bạn nhìn này, khủng long cổ dài mạnh chưa này các bạn ơi. Wow. Rất là mạnh luôn nha các bạn ơi. Khủng long cổ dài này mạnh luôn này các bạn này. Wow, ngầu chưa này các bạn ơi. Wow, khủng long cổ dài đang solo với cả T-Rex khủng long bạo chúa đấy các bạn ơi. Wow, cuộc đại chiến này kinh chưa các bạn ơi. Khủng long cổ dài đá khủng long T-Rex các bạn ạ. Khủng long T-Rex cắn vào chân khủng long cổ dài. Wow, sức mạnh khủng long cổ dài và sức mạnh của khủng long T-Rex bất phân thắng bại rồi các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Wow, mạnh chưa? Siêu mạnh luôn các bạn ạ. Wow. Wow, cuộc đại chiến này rất là căng go luôn này các bạn ơi. Nói chung là cuộc đại chiến này rất khó có thể phân định thắng bại luôn các bạn ạ. Wow, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua màn đại chiến giữa khủng long bạo chúa, đội quân khủng long bạo chúa, team T-Rex với cả team khủng long cổ dài nha các bạn ơi. Ok. Wow.